Cải thiện chỉ số chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng của Hậu Giang, tạo sự chuyển biến của các đơn vị. Năm qua, tỉnh ban hành bộ tiêu chí đánh giá chỉ số đánh giá chuyển đổi số ở cấp sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Sáng nay, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, họp hội đồng đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số. Các đơn vị có nhiều cải thiện về nhận thức của người dân, nhưng theo đánh giá, mức độ lan tỏa cách làm còn thấp. Bộ tiêu chí chấm điểm đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số được xây dựng dựa trên đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của quốc gia. Kết quả đánh giá xếp hạng ở nhóm sở ban ngành tỉnh có 4 trong số 19 đơn vị xếp loại xuất sắc là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ. Đối với khối ngành dọc cấp tỉnh, 4 trong số 5 đơn vị xếp loại xuất sắc gồm Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước. Xếp hạng Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có 1 đơn vị xếp loại xuất sắc là huyện Châu Thành A. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông nhận xét, đánh giá chung từng chỉ tiêu để đơn vị địa phương có thể nắm rõ, chủ động xây dựng các tiêu chí chuyển đổi số năm 2023 dựa trên thực tế của địa phương ban hành trong quý 1. Hoạt động chuyển đổi số tại Hậu Giang ngày càng sôi nổi. Thay đổi thói quen của người dân giúp giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất chất lượng lao động. Mô hình chợ 4.0 là giải pháp thúc đẩy kinh tế số phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 7 chợ 4.0 và hướng dẫn cài đặt ví điện tử cho hơn 30 chợ trên toàn tỉnh. Có hơn 2.600 tiểu thương tiếp cận hình thức thanh toán này. Sau khi ra mắt, cán bộ đến tận nơi hỗ trợ người dân cài đặt app thanh toán, ví điện tử và hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ. Với mô hình chợ 4.0, tiểu thương, người dân có thể mua bán hàng hóa tại chợ bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua số điện thoại. Mô hình này từng bước hiện đại hóa trong giao dịch. Mô hình này gặp khó khăn vì người dân còn e ngại việc sử dụng ví điện tử để thanh toán, sợ thao tác không rành, mất tiền, trình độ sử dụng công nghệ còn hạn chế. Thay đổi thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cần có thời gian và sự quyết tâm của các cấp, các ngành, cùng trong công tác vận động phổ biến các nội dung. Phóng viên chương trình có trải nghiệm hoạt động của các chợ 4.0 giúp quý khán giả cảm nhận rõ hơn về cách thanh toán này. Chỉ cần quét mã và nhập số tiền cần thanh toán, tôi đã hoàn thành việc mua sắm tại chợ truyền thống ở thị trấn Rạch Ròi, huyện Châu Thành A. Đây là một trong 7 chợ xây dựng mô hình chợ thông minh 4.0. Thật tiện lợi khi vào đây, đi chợ không cần phải mang theo tiền mặt, mà chỉ cần một chiếc smartphone trên tay là đủ. Đây, chủ đi chợ truyền thống. Mua sắm tại cửa hàng buôn bán điện thoại di động ở chợ Rạch Ròi, em Đặng Quang Sang quét mã QR để thanh toán. Chưa đầy một phút, giao dịch hoàn tất. Với mô hình chợ 4.0, người mua và người bán giao dịch bằng cách chuyển tiền qua ứng dụng được cài trên điện thoại. Dù đơn hàng lớn vài triệu hay vài chục ngàn, người mua chỉ cần quét mã thanh toán, thao tác đơn giản, nhanh chóng và đảm bảo an toàn. Khi người ta quét mã là tài khoản mình có tiền rồi, rất là tiện. Cho nên là ở đây mình đã áp dụng cái phương thức đó và mình cũng khuyến khích khách hàng sử dụng để cho nó tiện lợi. Chợ Rạch Ròi, huyện Châu Thành A có hơn 200 tiểu thương, đến đây hơn 60% cài ví điện tử. Từ những tiểu thương buôn bán nhỏ đến những hàng quán đều áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân dần thay đổi thói quen, tiếp cận với phương thức thanh toán hiện đại. Lúc ban đầu chương trình thì nó chưa có quen, giống như là sợ bấm lộn cái số tiền. Ví dụ như cái đó là 40.000, sợ là bấm lộn 400.000, nhưng mà một hai lần nó quen rồi thì nó thao tác rất là dễ. Nó cũng không có khó gì đối với tôi. Thanh toán số, thanh toán điện tử đang từng bước chứng minh những lợi ích ưu việt, như người bán dễ dàng kiểm soát chi tiêu, giảm rủi ro khi gửi tiền mặt, người mua tiết kiệm thời gian, công sức thanh toán qua đơn, rút tiền hay các giao dịch phát sinh có phí. Điều này làm mô hình chợ 4.0 càng nhân rộng. Trong 7 chợ áp dụng mô hình này tại Hậu Giang có gần 60.000 ví điện tử. Tuy nhiên, sự tiếp cận công nghệ chưa đồng bộ là rào cản làm cho mô hình chợ 4.0 chưa phát huy tối đa hiệu quả. Khi mà khách đến mua gạo thì mình cũng có giới thiệu là có quét mã như vậy á, nhưng mà người lớn tuổi rồi á, với gì đồ trong nông thôn đồ ra, người ta cũng còn hạn chế cái phần là người ta không biết cách sử dụng. Hỗ trợ người dân, ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn cách tiếp cận công nghệ mới trong thanh toán giao dịch điện tử, bởi mô hình là giải pháp đưa số hóa vào cuộc sống người dân một cách thiết thực, gần gũi nhất.
Với mô hình chợ 4.0, tiểu thương và khách hàng có thể mua bán hàng hóa tại chợ bằng cách quét mã Việt QR hay chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money. Số hóa đi vào cuộc sống của người dân một cách gần gũi, thiết thực và hiệu quả nhất. Theo đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt từ năm 2021-2025 của chính phủ, đến năm 2025 có 80% người tiêu dùng từ 15 tuổi trở lên phải có tài khoản giao dịch và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt cao gấp 25 lần GDP. Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%. Hậu Giang triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế số. Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh, Hậu Giang đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%, phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng lao động điện tử đạt 100%, khuyến khích hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Tỉnh tiếp tục triển khai hạ tầng, dịch vụ phục vụ nhu cầu chuyển đổi số tại tỉnh, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống bưu chính công ích, tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử postmark.vn, giosò.vn và kết nối với các nền tảng thương mại điện tử lớn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số và tuyên truyền hướng dẫn sử dụng các ứng dụng xây dựng chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh.